Cuốn 42 Kinh. Lại nữa, Bạch Thế Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên suy nghĩ như vậy: thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Bát Nhã Ba La Mật của ai? Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật suy niệm như vậy, nếu pháp không có gì, không thể có được, ấy là Bát Nhã Ba La Mật. Bấy giờ Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề: những pháp gì không có gì, không thể có được? Tu Bồ Đề nói: Bát Nhã Ba La Mật là pháp không có gì, không thể có được. Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật, pháp ấy không có gì, không thể có được. Vì trong không, ngoài không,